Quý vị đang theo dõi chuyên mục Chuyện Phật Giáo. Mời quý vị theo dõi câu chuyện Nàng Dâu Giỏi. Có một thời, Đức Phật ở trong vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của ông Kỳ Đà Thái Tử tại nước Xá Vệ. Vua Ba Tư Nặc chủ nước ấy có một quan đại thần tên là Lê Kỳ Di. Ông là người rất hiền hậu và giàu có lắm. Ông sinh hạ được 7 người con trai, 6 người con lớn, ông đã gây dựng cho thành gia thất cả rồi. Bây giờ, ông tự nghĩ rằng hiện nay mình già sức yếu, sống chẳng bao lâu nữa, mà xem tất cả mấy nàng dâu lớn, không ai là người đủ tài, đảm đang giữ gìn được cơ nghiệp này. Nay còn một người con út, cần phải kén chọn một nàng dâu sao cho đủ tài năng đức hạnh để giao phó thì mới an tâm. Ông nghĩ xong, liền cho mời một ông bạn thân tới để bàn về việc đó. Khi ông bạn thân kia tới, ông tiếp đãi rất trọng hậu rồi nói với ông bạn rằng: "Tôi còn một cháu út, nay muốn gây dựng cho cháu nhưng chưa tìm được nơi nào xứng đáng. Vì cháu là người thông minh đỉnh độ nên tất cả cơ nghiệp sau này của tôi định giao cho cháu út chủ trương. Xưa nay ông là người hay đi lại khắp nước, tôi muốn phiền ông làm ơn giúp cháu việc này. Xin ông để ý xem, đâu có người con gái hiền hậu tài năng tương đương với cháu, thì xin ông cố làm mối giúp cho." Ông bạn nhận lời đi thăm dò khắp cả. Khi đến nước Đặc Xoa Thi La, thấy một tốp con gái rủ nhau đi hái hoa để trang điểm chơi với nhau. Ông liền theo dõi để ý xem xét. Một lúc đi tới quãng đường lội thì các cô đều trút guốc và vén áo lội qua. Trong số đó chỉ có một cô người rất xinh xắn và coi có vẻ thông minh, hiền hậu lắm. Lúc lội xuống, cô để yên cả áo và đi cả guốc lội qua. Lúc đến rừng, các cô kia đều tranh nhau trèo lên cây hái hoa. Riêng cô ấy cứ đi xin mỗi người một vài hoa và không bao lâu mà đã được đủ thứ các hoa. Bây giờ, ông kia liền đến tận nơi hỏi cô ấy rằng: "Thưa cô, tôi có chút việc hơi thắc mắc, cô có thể làm ơn chỉ giúp cho." "Thưa cụ, cụ cần có điều chi hỏi đến cháu, cụ cứ nói. Nếu cháu biết, cháu xin trả lời." Vì sao lúc nãy lội qua nước, tất cả mọi người đều bỏ guốc mà chỉ một mình cô đi cả guốc là sao?" "Thưa cụ, sở dĩ người ta chế ra đôi guốc cốt để hộ vệ cho bàn chân. Đi trên khô, nếu có chông gai đá sỏi còn có thể nhìn thấy để tránh. Chứ ở dưới nước, đáy nước là chỗ khuất mắt không trông thấy, thì những thứ chông gai, ngói sỏi, rắn độc rất dễ làm hại chân người. Vì thế mà cháu không bỏ guốc chứ có chi lạ." Mọi người đi qua chỗ lội đều vén áo, riêng cô không vén áo là sao?" "Thưa cụ, thân thể người ta có tốt có xấu, nhất là đàn bà con gái, nếu đi chỗ lội mà vén áo lên rất là khó coi, bị người ta chê cười. Vì thế cháu cứ để yên." "Thế sao chỉ có mình cô không lên hái hoa?" "Thưa cụ, vì sợ gãy cành nên cháu không dám lên." Người con gái ấy chính là con ông Đà Ma Ha Tiện ở nước vua Ba Tư Nặc. Trước vì bị tội trốn sang đất nước này lấy vợ, sinh ra người con gái đặt tên là Tỳ Xá Ly. Ông nghe những lời lẽ trên biết là người hiền lành, liền hỏi lại rằng: "Cha mẹ cô còn không?" "Thưa cụ, hãy còn cả. Nay tôi muốn vào thăm ông bà nhà có được không?" "Xin mời cụ quá bộ lại, cháu xin về thương ngay với thầy mẹ cháu." Khi tới nơi, người con báo tin cho cha mẹ biết, liền cùng ra đón tiếp thân mật. Ông liền hỏi rằng: "Có phải người ấy là con của ông bà không?" "Thưa phải." "Xin lỗi, đã gả cho ai chưa?" "Thưa, cháu hãy còn nhỏ, chưa dám cho ai." "Ông bà có biết ở nước Xá Vệ có quan đại thần tên là Lê Kỳ Di không?" "Trước tôi đã quen biết với ngài." "Thưa ông bà, hiện nay ông ấy
còn có một người con út rất thông minh, ngay thẳng và cực kỳ khôn ngoan. Ông muốn nhờ tôi đến thưa chuyện với ông bà để cho cậu út ông ấy được kết duyên cùng cô em nhà. Việc đó nên chăng thế nào, xin ông bà cho biết ý kiến, tôi xin cảm ơn. Ông ấy cũng là một nhà hào kiệt xứng đáng, nếu quả có lòng thương cháu thì chúng tôi xin vui lòng. Khi được rồi, may sao lại có người về nước xá vệ, ông liền viết thư gửi cho ông Lê Kỳ Di, bảo ông biết các việc đã xong xuôi đúng như ý muốn của ông, vậy sắm sửa sang đón dâu về. Ông Lê Kỳ Di được tin mừng, lập tức sắm sửa đủ các lễ vật, xe ngựa đi sang gần tới nơi, cho người báo tin cho ông Đà Ma Ha tiện biết. Ông liền sắp đặt đón rước rất long trọng, mời cả họ hàng bạn bè yến tiệc rồng rã suốt 7 ngày. Lúc trở về xá vệ, cô con gái vào bái biệt cha mẹ. Bây giờ bà mẹ đứng trước mặt mọi người dặn con rằng: từ nay về sau, lúc nào con cũng phải mặc áo thật đẹp, thường phải ăn các thứ thật ngon, ngày nào cũng phải soi gương luôn. Người con gái quỳ xuống xin vâng lệnh. Ông Lê Kỳ Di nghe thấy thế, nghĩ thầm trong bụng lấy làm giận lắm, cho người ta sinh ra ở đời, những sự khổ sự vui làm thế nào mà ấn định được, sự ăn ngon mặc đẹp làm thế nào mà có mãi được, huống chi là soi gương suốt ngày thì lại vô lý lắm. Tuy ông nghĩ như thế, nhưng dù sao ông cũng phải giữ lễ chủ khách cho qua, và đã trót tin ở ông bạn rồi, bây giờ cũng đành cố nhẫn xem sao. Công việc xong, đôi bên từ giã, cùng nhau thẳng đường về nước. Khi đến giữa đường, vào nghỉ nhờ một nhà trọ rất lịch sự mát mẻ, ai nấy đều lấy làm vui thích. Mọi người đến trước đều đã nghỉ ngơi cả. Khi cô dâu đến sau, cô nói với bố chồng rằng: xin dời nhà khác, chớ ở đây. Ông cũng không trái ý, thu xếp ngay chỗ thoáng đãng rộng rãi nghỉ ngơi. Còn mấy người cố ý không nghe ở lại. Đến đêm, những voi ngựa buộc xung quanh nhà bị ngứa ngáy, chúng nó cọ xát, đổ nhà cột gãy, đè phải người ở trong, người thì chết, người thì bị thương, không người nào thoát cả. Bây giờ, ông nghĩ rằng, hôm nay ông thoát chết là nhờ ở con dâu, cho nên từ đấy, ông đem lòng kính nể tin cậy. Hôm sau, lại lên xe ngựa, đi đến một bờ sông con. Mọi người thấy cây cối tùm mát mẻ, liền dừng lại nghỉ. Khi cô dâu đến sau, cô cũng lại nói là đi ngay chỗ khác, không ở đây, phải lên trên chỗ cao ráo mới có thể yên được. Mọi người nghe lời, vừa đi lên trên ngọn đồi nghỉ được một lúc, thì bỗng dưng đùng đùng nổi lên cơn giông tố, ầm ầm gió táp, mây kéo nghịch trời, sấm vang chớp giật, mưa xuống như trút. Trong khoảng giây phút mà nước ngập hết cả đường đi lối lại những chỗ vừa qua. Bây giờ, ông Lê Kỳ Di lại nghĩ rằng, hôm nay lại nhờ con dâu nên tất cả mọi người được thoát chết. Từ đấy, nàng dâu nói câu gì, ai ai cũng lấy làm tin cẩn. Khi về đến nhà, ông cho mời tất cả họ hàng, bạn bè thân thích đến mở tiệc ăn mừng rất vui vẻ. Mấy hôm xong công việc, ông liền cho hội họp tất cả con dâu lại mà bảo rằng: bây giờ, cha già tuổi yếu, tất cả công việc và của cải trong nhà, này cha muốn giao lại cho các con trông coi giữ gìn giúp cha. Vậy, ai có thể đảm đương được thì nhận lấy công việc và cầm lấy chìa khóa các kho tàng. 6 người đều từ chối, chỉ có nàng dâu út nhận lời. Khi nhận công việc rồi, thì nàng hết sức chăm chỉ, sáng dậy sớm, sai bảo các người ở sửa sang quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu ăn, sắp đặt việc dâng cơm lên cha mẹ và dọn cho cả nhà ăn, rồi thu xếp các người tôi tớ ăn xong, phân công việc người nào ấy, xong xuôi tất cả công việc rồi, nàng mới ăn. Ngày nào cũng như thế, ông bố chồng thấy nàng khác hẳn người phàm, lấy làm lạ, nhất là không thấy nàng làm theo những lời mẹ dặn khi bước chân về làm dâu. Ông liền hỏi: trước khi con về nhà chồng, thì mẹ con
có dặn là phải ăn ngon, mặc đẹp, ngày ngày soi gương, việc đó có ý nghĩa như thế nào? Nàng liền thưa: theo chỗ mẹ con dặn, phải mặc áo đẹp, nghĩa là ở trong thân thể phải luôn luôn giữ gìn cho sạch sẽ. Còn áo mặc thường chỉ cốt sao cho bền chắc, sạch sẽ là đủ. Những lúc hội họp, tiếp xúc với tân khách mới cần phải ăn mặc cho xứng đáng. Còn ăn ngon không phải là ăn các thứ cao lương mỹ vị béo bổ, mà ý mẹ con dặn nên ăn muộn lại, cốt để cho đói thì ăn mới ngon. Bây giờ dù thức ăn thế nào cũng vẫn thấy ngon. Còn ngày ngày soi gương không phải các thứ gương soi thường dùng, mà ý mẹ con dặn phải dậy sớm chăm chỉ quét dọn, rửa ráy trong ngoài mọi nơi cho sạch sẽ, sửa sang kê lại bàn ghế, tề chỉnh gọn gàng, không được để chỗ nào xiên xẹo bẩn thỉu. Nhất là mỗi ngày phải kiểm điểm trong ngày ấy mình có phạm lỗi lầm gì không để mà sửa chữa. Đó chính là ý nghĩa những điều mẹ con đã dặn. Nghe xong, trong lòng ông rất kính phục là bà mẹ có biệt tài dạy con, mà con cũng là người khác hẳn phàm tục. Ông liền giao phó tất cả cơ nghiệp cho trông coi, và từ đấy vui vẻ, không còn lo ngại gì nữa. Có một hôm, đàn chim nhạn bay qua sân nhà vua, nó đánh rơi một bông lúa tám cánh, là một thứ lúa rất quý, ở mãi ngoài bể khơi, mọc ở các gò rất xa. Khi nó ăn, tha về qua đánh rơi, có người nhặt được đem dâng vua. Vua cho là thứ lúa ấy có thể làm thuốc được, vậy không nên bỏ đi, liền chia cho các quan mỗi ông mấy hạt về làm giống cấy để dành. Ông Lê Kỳ Di được phần đem về cho cô dâu Úc, nàng liền sai người làm ruộng, cất kỹ càng và ở trong thửa ruộng tốt nhất gieo mạ chăm chỉ cấy. Đến mùa sau, được bao nhiêu lại để giống gieo. Nàng cho là giống lúa quý nhất mà xưa nay ít thấy. Kế tiếp, mãi mùa nọ sang mùa kia, số thóc đó trong nhà ông có rất nhiều. Bây giờ, hoàng hậu bị bệnh rất nguy kịch. Các thầy thuốc đều bảo làm thế nào lấy được thứ lúa tám cánh ở ngoài bể để chế thuốc thì mới chữa được, không thì đành phải chịu. Vua liền nhớ lại ngày trước, có được thứ lúa ấy đã giao cho các quan đem về làm giống cấy. Vua liền triệu các quan vào hỏi việc đó. Ông thì nói không nỡ, ông thì bảo chuột ăn, ông thì nói sâu cắn. Mỗi ông mỗi cách, không ông nào còn lại hạt nào. Ông Lê Kỳ Di về hỏi lại con dâu, thứ lúa ngày xưa cho đem cấy bây giờ thế nào? Nay vua cần một ít để làm thuốc cho hoàng hậu, cần lắm. Người con dâu đáp: thứ lúa ấy hiện nay ở nhà có rất nhiều, nếu chỉ làm thuốc thì có thể chữa cho cả nước cũng không hết, chứ chữa cho một người thì có là bao. Ông Lê Kỳ Di đưa lúa vào, vua cho thầy thuốc dùng chữa được cho hoàng hậu khỏi ngay. Vua rất mừng rỡ, ban thưởng các phẩm vật và vàng ngọc cho ông rất nhiều. Bây giờ giữa nước Đặt Xa Thi Lý và nước Xá Vệ hai bên hiềm khích nhau, thường thường xảy ra những sự xung đột trở nên rối loạn. Vua nước Đặt Xa Thi Lý muốn thử xem nước Xá Vệ có những bậc hiền tài trí tuệ không, liền sai sứ giả mang hai con ngựa thật giống nhau như một, hỏi xem con nào là con nào là mẹ. Vua cho hội họp cả các quan lại bàn, tuyệt không ai biết làm thế nào mà biết được. Ông Lê Kỳ Di cũng đi họp về, tỏ vẻ buồn rầu lắm, vì nếu không hiểu được thì cả nước sẽ bị khinh. Ông về tới nhà, người dâu thấy ông có vẻ khác, liền hỏi ngay, thì ông nói lại việc trong triều cho nghe. Nàng nói: việc đó có khó gì phải lo ngại, nghĩa là đem ít cỏ rất ngon bỏ cho hai con, thì thế nào mẹ nó cũng nhường cho nó ăn trước, phân biệt rõ ngay. Hôm sau, ông vô tàu đúng như thế, thử xong gọi sứ giả vào bảo, người kia nhận là đúng. Vua lấy làm mừng lắm, lại ban thưởng cho ông được thăng phẩm tước và bổng lộc. Khi sứ giả về tâu vua nước kia,
thì vua nước ấy lại sai mang ra hai con rắn dài bằng nhau, hỏi xem con nào là đực, con nào là cái. Phu quan bên này lại hội họp cùng bàn, cũng lại không giải quyết được. Ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu xem thế nào thì biết được. Nàng bảo: "Dạ, lấy lụa giải xuống đất rồi đặt hai con rắn lên trên. Hễ thấy con cái thì nó nằm yên, còn con đực thì nó cựa quậy luôn. Bởi vì tính con cái thích trơn nhẵn êm dịu, không thích động, còn tính con đực thì mạnh mẽ hay bạo động. Suy đó có thể biết được." Ông lại vào tâu vua, làm đúng như thế, rồi bảo sứ giả cũng chịu nhận là đúng. Vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Sứ giả về tâu lại, vua nước kia lại cho mang sang một cây gỗ dài 10 thước, bào nhẵn hai đầu giống nhau, lại cho sơn kính, hỏi đầu nào là gốc, đầu nào là ngọn. Tất cả vua quan bàn nhau mãi, cũng không ai nghĩ ra. Ông Lê Kỳ Di lại về hỏi con dâu, nàng bảo: "Cha đem thả xuống nước, đầu nào chìm tức là gốc, đầu nào nổi là ngọn." Hôm sau, sứ cũng làm cho đúng như thế, rồi lại trả lời cho sứ giả. Sứ giả chịu nhận là đúng, vua lại ban thưởng tước lộc cho ông. Còn vị sứ giả về trình tấu với vua nước ấy mọi sự việc. Vua nghe xong rất lấy làm hoan hỷ, cho là ở trong nước bạn có bậc hiền tài thật phải tôn kính. Vua liền cho sắm sửa lễ vật và các thứ châu báu, sai sứ giả mang sang cống hiến và đề nghị từ nay hai nước nên tu chỉnh lễ nghĩa, giữ giao tình tốt đẹp với nhau, vì nước bạn thực đã có bậc hiền tài phước đức. Vua Ba Tư Nặc bây giờ lại càng mừng rỡ sung sướng, liền cho triệu ông Lê Kỳ Di vào, đồng thời hỏi ông làm thế nào mà trước đây quyết đoán được mọi sự thử đố của nước láng giềng. Ông thành thật tâu với vua, không phải chính ông có những sáng kiến đó, mà chính là do tài trí của người dâu út của ông. Vua nghe xong hết sức cảm phục, cho triệu nàng vào cung và ban đặc ân nhận nàng là em thứ ba của vua. Theo truyền thuyết, nàng dâu Tỳ Xá Ly sau này sinh ra một bọc 32 trứng, nở ra 32 người con trai, người nào cũng thông minh, anh dũng, văn võ tài đức, sức một người địch nổi muôn người, cha mẹ rất yêu mến, mọi người đều kính sợ. Những người con kia khi khôn lớn lên, lấy toàn các con gái nhà hầu phú trong nước, thuần là những con nhà phúc đức hiền hậu. Cả nhà này đều ngưỡng mộ Phật Pháp, thường thỉnh Phật và Chư Tăng tới cúng dường và được nghe thuyết Pháp, nên người nào cũng đã đắc đạo, chứng được bậc sơ quả. Duy còn một người con út chưa chứng đạo. Có một hôm, cưỡi ngựa đi chơi ở ngoài thành, lúc đi qua một cái cầu, gặp một chàng thiếu niên, con quan phủ tướng đi tới cầu. Chàng thiếu niên kia đi xe, hai bên gặp nhau, đều cày vào con nhà hậu phú quyền thế, không ai chịu nhường bước ai. Lúc đó, con bà Tỳ Xá Ly nổi giận, lập tức xuống dùng sức mạnh, lôi xe của chàng kia vứt xuống vệ cầu, làm cho thân thể chàng bị thương nặng. Chàng bị đau bưng đầu khóc, về mách với cha: "Con của Tỳ Xá Ly, nó làm nhục nên con bị đau đớn như thế này." Quan phủ tướng thấy con bị thương rất lấy làm tức tối và thương con, song ông lại nghĩ, lũ con nhà kia có sức khỏe, hiện nay cả nước không ai dám địch với chúng, nên ông nghĩ kế để báo thù. Ông liền thuê thợ làm 32 cái roi toàn bằng thép, ở trong có lưỡi rất sắc, ngoài bọc kính chỉ nhìn như bao kiếm, đem tặng cho mỗi người một chiếc. Lúc đem tặng, nói là các cậu trẻ tuổi nên dùng thứ này để thường cầm tay cho tiện. Tất cả đều nhận để chơi vì thấy nó rất nhỏ rất xinh. Luật trong nước lúc bấy giờ cấm không được ai mang dao trong mình. Sau khi tặng, ông thấy các người con của bà Tỳ Xá Ly thường mang roi đi chơi. Ông mới vào dèm tâu với vua, 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, mỗi người sức địch được vạn người, nay xem như là có ý ám hại vua. Vua nghe không lấy làm tin, ông liền tâu tiếp: "Nếu vua không tin, cho nghiệm xét sẽ thấy,
hiện nay thường nào cũng mang dao giấu trong roi ngựa, cứ lấy đó suy ra là đúng. Vua liền đòi vào xem thử, quả đúng. Lập tức vua triệu cho các lực sĩ vào mai phục ở trong cung, rồi cho gọi tất cả 32 người con của bà Tỳ Xá Ly vào. Giết chết xong, cắt tất cả đầu, đóng vào một cái hòm đậy kín, cho mang lại nhà em vua là bà Tỳ Xá Ly. Đúng ngày hôm ấy, lại là ngày bà thỉnh Phật và chư Tăng về nhà thọ trai. Khi có người mang hòm đến, bà tưởng nhà vua giúp thêm thứ gì cho bà, định mở ra, Phật liền ngăn lại, bảo để ăn cơm xong đã. Khi ăn xong, Phật cho tất cả mọi người cùng ngồi. Phật thuyết pháp cho nghe. Phật nói, tất cả cái thân của người ta đây đều là vô thường, không có chi là bền chắc cả. Phàm đã có thân đều phải chịu những sự đau khổ, không thể kêu ai được. Tất cả muôn sự muôn vật ở đời đều là giả dối, như chim bao, như bọt nước, không có chi là có thực. Cái thân này cũng là giả hợp, mượn nhiều nhân duyên hợp lại mà thành. Đến khi nhân duyên hết, lại tan rã. Như cây chuối kia, khi bóc hết bè ra là không thấy cây đâu nữa. Nói tóm lại, phàm đã có sinh ra thân này đều phải chịu những sự lo buồn khổ não nó ràng buộc. Những sự lo buồn khổ não, những sự đắng cay, chua xót nó vẫn ở luôn bên mình. Những sự yêu mến nhau tới lúc ly biệt nhau, làm cho nhau thương xót, ảo não, uẩn chịu những nỗi khổ đau, làm cho thân tâm nhọc mệt mà không ích lợi gì cho đạo cả. Không có gì đứng mãi, không đổi thay, tàn hoại. Chỉ có những người trí tuệ mới hiểu các lẽ đó. Lúc đó, bà Tỳ Xá Ly nghe xong liền tỉnh ngộ, chứng được quả A-na-hàm, vui mừng chắp tay bạch Phật. Xin Phật thương xót cho con được làm theo bốn điều nguyện như sau. Thứ nhất, xin cung cấp thuốc thang, cơm nước cho các vị tỳ kheo bị đau ốm. Thứ hai, cung cấp cho những người trông nom các vị tỳ kheo bị bệnh. Thứ ba, cúng dường cho các vị tỳ kheo ở xa mới tới. Thứ tư, cúng dường lương thực, thuốc thang cho các vị tỳ kheo đi xa. Bởi vì những vị bị bệnh nếu không có đủ thuốc thang, ăn uống có thể nguy mất tính mạng. Những người săn sóc cho các vị bị bệnh, nếu thiếu các sự ăn uống và cần dùng thì người ấy sẽ bỏ vị bị bệnh, người bệnh khó khỏi. Những vị ở phương xa mới tới còn lạ lùng bỡ ngỡ, đi xin rất khó, hoặc gặp chó dữ, hoặc gặp người không tốt, có khi họ làm cho khó chịu, sanh lòng căm giận, nên còn phải cúng dường các vị ấy trước. Các vị tỳ kheo đi xa cần nên có bạn, nếu không có bạn, hoặc thiếu lương thực hay không đi kịp bạn, đường lối hiểm trở, gặp nhiều thú dữ, có khi xảy ra tai nạn. Vì thế nên phải cúng dường, cung cấp cho các vị ấy trước. Khi Phật nghe bà Tỳ Xá Ly phát nguyện như thế, Phật liền khen ngợi. Hay lắm, hay lắm, người phát nguyện như thế cũng là cúng dường chư Phật. Công việc xong, Phật và chư Tăng cùng về Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Sau khi Đức Phật về rồi, bà Tỳ Xá Ly mới mở hòm ra, trông thấy 32 cái đầu, nhưng bà đã hiểu đạo, dứt bỏ được mối ái dục nên không đến nỗi ảo não lắm. Về phía họ hàng bên vợ của 32 người con kia, khi được tin đều lấy làm đau khổ vô cùng và căm giận lắm. Cho vua là người vô đạo, giết hại những người lương thiện nên cùng nhau chiêu tập binh mã kéo tới, vây kín cả xung quanh nhà vua định để báo thù. Vua lấy làm sợ hãi quá, vội vàng chạy tới chốn Phật ở, các người kia lại kéo quân tới, vây kín xung quanh Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Lúc ấy, ngài A Nan nghe tin vua Ba Tư Nặc giết chết 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, này có người họ hàng bên ngoại đem quân tới báo thù, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì cớ gì mà 32 người con kia bị giết một cách đau đớn đến thế? Phật nói: Ai muốn nghe nhân duyên 32 người con Tỳ Xá Ly bị chết thì lặng yên mà nghe rồi ghi nhớ lấy. Ngài A Nan và mọi người đều bạch với Phật:
chúng con đều muốn nghe, xin Phật dạy bảo cho. Đức Phật bảo Ngài A Nan và tất cả đại chúng: Về đời trước kia, cách đây đã lâu lắm, có một bọn 32 người kết bạn với nhau đi ăn trộm một con bò. Bây giờ, tại địa phương ấy có một bà già, con cái không có, nghèo túng, ở trong một cái nhà vùng hẻo lánh. Khi bọn kia bắt được bò, thì dẫn tới nhà bà lão ấy làm thịt. Bà lấy làm mừng rỡ lắm, bà liền đi sắm sửa củi nước, chuẩn bị các thứ thổi nấu. Lúc sắp giết, thì con bò quỳ xuống, tỏ ý cầu xin tha mạng, nhưng các người kia đã quyết định giết, nên đồng bảo, không thể nào mà tha cho mi được. Khi con bò bị giết, trong bụng phát lời thề: Này chúng mi giết ta, sau này ta sẽ không tha cho chúng mi, dù chúng mi có đắc đạo ta cũng không tha. Phát lời thề xong thì bị giết. Mọi người xúm lại cắt xẻo, đem nấu nướng ăn uống cùng nhau. Cả bà lão kia cũng ăn vừa khen, vừa cảm ơn các người kia là quý hóa. Đấy, chính con bò kia ngày nay là vua Ba Tư Nặc. Lũ ăn trộm bò ấy bây giờ là 32 người con của bà Tỳ Xá Ly. Bà lão thuở trước nay là bà Tỳ Xá Ly. Vì quả báo ấy mà đã 500 đời nay thường bị giết như thế. Cho tới ngày nay cũng vậy, bà lão kia vì trong 500 đời cũng lại thường làm mẹ để đồng chịu những sự khổ não. Nay được gặp, ta mới chứng được đạo quả, nên mới đỡ đau khổ một phần nào vì đã hiểu đạo. Ngài A Nan lại hỏi: Vì cớ gì những người này lại được hưởng phúc giàu sang mạnh khỏe? Phật nói: Cũng về đời đã qua, trong thời Đức Phật Ca Diếp, có một bà lão tin kính Tam Bảo. Nhà bà rất giàu có, bà mua đủ thứ hương hoa để cúng dường, và bà rất chăm việc làm phúc đức cứu giúp những người cùng khổ. Có một hôm, bà làm các việc phước thiện, đi gặp một lũ 32 người, bà khuyên các người kia giúp vào để hưởng phước cùng nhau. Chúng ta sẽ nguyện cùng nhau sinh vào nhà giàu mà thường được làm mẹ con với nhau, và được gặp Phật, nghe pháp tu để tu thành đạo quả. Vì thế, nên trong 500 đời nay, vẫn được sanh làm người giàu sang, khỏe mạnh. Bà lão lúc bấy giờ, nay là Tỳ Xá Ly, còn 32 người kia, ngày nay là lũ con của bà bây giờ đấy. Khi tất cả mọi người nghe Phật nói như thế rồi, những người có lòng phẫn uất đều nguôi hết giận mà nói với nhau rằng: Không phải là vua cố ý giết, đấy là vì kiếp trước những người kia đã tạo ra tội nên nay phải chịu quả báo. Giết một con bò mà còn bị quả báo như thế, vậy vua Ba Tư Nặc là chủ của chúng ta, sao ta nỡ giết hại để gây thành tội báo? Lập tức thu khí giới nộp cho nhà vua và xin lỗi. Vua hoan hỷ không chấp những lỗi ấy. Tất cả đại chúng được nghe Phật nói các pháp dạy tu nhân tích đức, xa lìa các sự tàn ác. Phật lại nói rõ các pháp tứ đế cho mọi người nghe, ai nấy đều đắc đạo, vui mừng theo lời Phật dạy mà tu hành. Tạo một nghiệp nhân gì, dù lâu đến trăm ngàn kiếp cũng không mất, hễ đủ nhân duyên rồi thì mình phải chịu quả báo. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng nọ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ. Tân nương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng: Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Trời ơi, đẹp gì, đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá, ơi, đẹp quá hả? Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu Thư Khỉ này lòng đầy hiếu kỳ,
rất muốn tìm hiểu, tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao. Té ra, mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì trúng tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người, hướng chủ nhân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do 4 ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa 2 phần ngón, 4 ngón chỉ còn lại 2 lóng cuối, tín từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có 1 ngón cái và 4 đốt cuối của 4 ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo, tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói, đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt 4 ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn 4 ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn 4 đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ.
nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay, đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn nương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút, thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang. Trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí, khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi. Giờ con đang xem gì đó? Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi. Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy? Tôi đáp. Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng, do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình, dù tuổi hơn 30, nhưng nàng vẫn không có tự do. Con bạch mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận,
không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có làm một bài thơ chim họa mi như sau: trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do, nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc, không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu, do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giá thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát. Tình chấp nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đó, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình. Bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Có tranh cãi cho lắm thì Y vẫn không chịu để cho Y xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay, có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới
nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần Ít ở ngoài tầm nhìn của y là trong lòng y rất bất an. Ni y thưa với trụ trì rằng: Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy mà sư trụ trì hy vọng hòa thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa thượng trầm ngâm một lúc, rồi kể: Cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai, thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay, chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau, nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được. Kể xong, hòa thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng chùa Đại Từ Ân có ghi, Ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi Ngài như thế này: Sư Từ Vô Thủy đã tạo nhiều ác nghiệp, làm tồn não hữu tình, nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ, trước khi chưa biết Phật Pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng, thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh. Thủ pháp giết vật nhanh nhẹn, gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày, ông Hồ đều nhậu nhẹt hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó, ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tin thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong, mới từ trong bồn nước ra ngoài, thì sơ ý bị trật té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải
bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to, nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật, không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu, nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa, mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương, phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng. Lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm, vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo pháp Phật, có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn. Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh, và biết bao ác nghiệp, thuở ông còn làm bếp. Ông chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ, được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt, đến không cần chống gậy. Ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ Huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn, rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ, lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói. Chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết. Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải, đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to. Bác sĩ bảo
là ung bú độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói: Từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa. Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp: Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng đỏ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ. Tân nương là một cô gái có biệt danh Tiểu thư khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng: Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Ừ, trời ơi, đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá ơi, đẹp quá hả? Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của tiểu thư khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường, nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toan mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp,
Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa hai phần ngón. Bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái, và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói, lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo, tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói, đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay, tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó, không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Thuốc trị khiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm, rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng, đặc biệt là trứng chim cút? Đúng, đúng rồi, tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng.
Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn khó mang thai của cô, nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con. Nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được hài nhi quan. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ngay cô phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà. Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập, liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng não thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người. Mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong dòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của dòng nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A La Hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người. Giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái, mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị
xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay hành thiện phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không?